Kính thưa quý vị, ngày 22 tháng 12, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Indonesia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với quyền Chủ tịch Lưỡng viện Indonesia Arsul Sani. Chủ tịch Lưỡng viện Arsul Sani chúc mừng kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Joko Widodo, tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, khẳng định ủng hộ các thỏa thuận đạt được giữa hai nước trong dịp này. Ông Arsul Sani cũng chúc mừng Việt Nam đã phục hồi tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ sau đại dịch, khẳng định Việt Nam là đối tác rất quan trọng của Indonesia ở khu vực. Về phần mình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Indonesia đảm nhiệm thành công trọng trách Chủ tịch G20 và tin rằng Indonesia sẽ tiếp tục thành công trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2023, cũng như Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á IPA lần thứ 44. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng chứng kiến sự hợp tác chặt chẽ giữa quốc hội hai nước trong thời gian qua. Hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp, các kênh, trong đó có kênh nghị viện, để chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật và phối hợp giám sát các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, thúc đẩy ký mới thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội làm cơ sở để triển khai các hoạt động hợp tác tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Chủ tịch nước đề nghị Lưỡng viện Indonesia ủng hộ thiết lập thêm quan hệ kết nghĩa giữa các địa phương hai nước, trước mắt là giữa thành phố Hồ Chí Minh với Bali, Đà Nẵng với Semarang để góp phần mở rộng giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, du lịch. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á IPA, Liên minh Nghị viện Thế giới IPU, Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương APPF, ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.